Thời gian qua, Thời báo VTV đã nhận được thư gửi từ nhiều khán giả phản ánh thông tin một số tài khoản mạng xã hội có hành vi lợi dụng danh nghĩa giả mạo thương hiệu của Đài Truyền hình Việt Nam để đăng tải thông tin tìm kiếm tài năng tham gia chương trình trung thu với tên gọi Đêm hội trăng rằm 2024. Cụ thể, các tài khoản này đã đăng tải thông tin sản xuất chương trình kết hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam. Tuy nhiên, phụ huynh lại được yêu cầu chuyển khoản để kích cầu sản phẩm cho một trang web lạ. Sau khi đặt hàng, các đối tượng yêu cầu phụ huynh chuyển khoản cho số tài khoản của một bên không liên quan. Những hình ảnh thông tin do các đối tượng này đưa ra được thiết kế tinh vi khiến nhiều khán giả và bậc phụ huynh dễ dàng tin tưởng và bị mắc lừa. Hành vi vi phạm pháp luật này không chỉ gây thiệt hại cho khán giả mà còn tổn hại tới uy tín của Đài Truyền hình Việt Nam. Theo nhà báo Nguyễn Đức Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Phim Tài liệu Đài Truyền hình Việt Nam, đơn vị thực hiện hai chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam trong dịp Tết Trung thu năm nay, Đài Truyền hình Việt Nam đã có kế hoạch bước đầu thực hiện chương trình dành cho khán giả nhí vào Tết Trung thu 2024. Tuy nhiên, ekip sản xuất không tổ chức bất kỳ cuộc thi tìm kiếm tài năng nào. Bên cạnh đó, những chương trình giải trí nghệ thuật do Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất không yêu cầu khán giả phải trả bất kỳ khoản lệ phí nào khi đăng ký tham gia. Nhà báo Nguyễn Đức Hòa cho rằng các thông tin tuyển sinh mời tham gia đang thực sự làm mối nguy hiểm tới không chỉ túi tiền các phụ huynh, tới tinh thần các em nhỏ mà còn ảnh hưởng uy tín của chương trình nói riêng, của VTV nói chung. Thông tin chính thức về chương trình Tết Trung thu 2024 sẽ được đăng tải trên các nền tảng chính thức của Đài Truyền hình Việt Nam trong thời gian tới. Mong các bậc phụ huynh có sự kiểm chứng trước khi tham gia bất kỳ cuộc thi nào đăng tải trên mạng xã hội. Trong nhiều năm qua, Đài Truyền hình Việt Nam đều mang tới cho những khán giả nhí một món quà đặc biệt vào mỗi dịp Tết Trung thu. Mỗi năm, chương trình sẽ có tên gọi khác nhau như Thắp sáng ước mơ thiếu nhi, Vầng trăng ước mơ, Đêm thu cổ tích, Lễ hội mặt trăng. Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng mang đến cho các em nhỏ những màn trình diễn nghệ thuật hoành tráng đặc sắc. Trước đó, Đài Truyền hình Việt Nam cũng đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo giả mạo từ các trang Facebook, Zalo, Telegram giới thiệu cuộc thi như Táo quần nhí, Duyên dáng áo dài, Chiến sĩ nhí, Học kỳ quân đội, Destination Runway Fashion Week 2024 có sử dụng logo VTV. Đã có người chuyển tiền cho chương trình Táo quân phiên bản nhí 100 triệu đồng. Thậm chí có người tài trợ 1 tỷ đồng cho cuộc thi Duyên dáng áo dài bởi họ tin đây là những cuộc thi do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Tuy nhiên, đây chính là những chiêu trò của các nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao mạo danh VTV để lừa đảo. Còn theo Thiếu tá Nguyễn Tiến Nam, Phòng 5, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an cho biết, khi giả mạo các cơ quan tổ chức, chúng đã chuẩn bị rất kỹ về trường hợp người dân sẽ yêu cầu đến gặp những người trong cơ quan tổ chức này. Để thực hiện hành vi lừa đảo và đánh vào lòng tin của người dân, thì tội phạm sẽ giả mạo các tài liệu phát hành của cơ quan tổ chức đó như những thông báo của VTV, bản cam kết của VTV, trong đó có con dấu đỏ. Những nội dung này chúng đều làm giả được từ việc sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh trên không gian mạng.